Bài tập tiếp theo của ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hoàn thiện bài assignment. Thì trong bài assignment của chúng ta nó sẽ có một cái môn học. Ví dụ như ở đây thì có môn học này mình sẽ load từ cái file JSON lên. Khi các bạn bấm vào, ví dụ như mình bấm vào trong bài test Android thì ở đây nó sẽ ra cho các bạn cái bài test và chúng ta bấm start. Thì đây thì các bạn thấy nó sẽ hiển thị cho các bạn là môn lập trình Android nâng cao. Ta quay lại môn học, ví dụ như là mình sẽ qua cái môn lập trình game 2D. Mình bấm test ngay, bấm start. Thì đây nó sẽ ra những câu hỏi cho các bạn là môn lập trình game 2D. Và ở đây là chúng ta sẽ là chọn câu hỏi, ví dụ như thế. Hoặc là chúng ta sẽ vào cái môn là cơ sở dữ liệu, bấm start. Thì đây là các câu hỏi của môn cơ sở dữ liệu. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là đổi dữ liệu các môn học lên trên giao diện, sau đó mình sẽ click vào các môn học và nó sẽ đổ cho các bạn các câu hỏi vào trong bài quiz tương ứng với các môn học các bạn chọn. Và đây sau đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn là code chương trình này. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở lại cho mình là cái project cũ. Thì trong project hôm bữa thì các bạn đã làm tới xong tới ngay chỗ các bài quiz. Và chúng ta chạy lên thì chương trình của chúng ta nằm ở đây các bạn, nó chưa có gì hết. Rồi ở đây mình bấm start thì nó sẽ vào được là cái môn là đây là mình đang sử dụng là môn môn Android các bạn. Ở đây mình sẽ set cứng code ở trong này, mình đang là sử dụng là code là set cứng. Ở đây mình sẽ sử dụng là một cái database DB Android nâng cao, ví dụ như thế. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là đổ các cái dữ liệu của môn học lên trên cái môn học, sau đó thì mình sẽ chọn các môn học và nó sẽ đổ ra câu hỏi tương ứng với từng môn học. Thì để làm bài này thì chúng ta sẽ có một cái giao diện. Ở đây mình sẽ sử dụng một file là index.html. Đây là một cái trang HTML đã được thiết kế trước. Sau đó thì các bạn sẽ copy cái trang này và sẽ bỏ vào trong cái project của chúng ta. Rồi sau đó thì mình sẽ chạy trang này lên. Đây là trang index của chúng ta các bạn. Đây, trang index. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là đọc cái dữ liệu trong trong các môn học và mình sẽ đổ lên các môn học lên đây này. Thì trước khi mà mình làm cái này thì mình sẽ tạo luôn cho cái chương trình này là một cái router, có nghĩa là bạn bấm vào cái môn học thì nó sẽ đổ dữ liệu vào môn học. Ok chưa? Đó, nó là như thế. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi qua cái phần, các bạn mở cho mình cái phần app và chúng ta sẽ viết cái router vào đây. Để cái sử dụng cái router này thì các bạn sẽ khai báo cho mình là một cái ng root ở đây. Ở đây mình sẽ có một cái ng root. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng một cái config cho nó. Bằng một cái function $rootScope. À không nhầm, $root provider các chấm quay. Ở đây thì ví dụ như là xuyệt thì chúng ta sẽ trả về cho nó một cái trang là một trang web nào đó. Hay mình sử dụng là một cái template URL 2 chấm. Rồi. Ở đây thì các bạn khi mà mình bấm trang chủ thì nó sẽ trả về cho bạn ở đây là một cái trang chủ. Và bấm vào môn học thì nó sẽ chạy qua môn học.
Ở đây thì các bạn có thể là thiết kế một cái trang chủ. Chúng ta sẽ viết ở đây một mình cho một cái trang home.html. Và ở đây thì các bạn có thể viết một trang h1 thôi. Trang chủ, ví dụ như thế. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái trang subject. Cái trang subject này nó sẽ chứa các môn học. Ở đây các bạn, các môn học này. Ok. Thì các môn học này thì đầu tiên các bạn sẽ vào trang trang HTML, index.html của chúng ta. Và chúng ta sẽ tìm vào những tìm đến ngay chỗ mà các môn học. Thì các môn học của chúng ta nó nằm ở đây các bạn đây. Và chúng ta sẽ bắt đầu là copy cái đoạn này. Chúng ta có thể là cut luôn các bạn. Ok. Cut luôn. Và chúng ta sẽ dán vào bên trong cái subject này. Thì bên trong này thì đây là cái môn học của chúng ta. Thì ở đây nó sẽ có một cái là cái này thì bỏ qua bên trang chủ. Rồi, mình sẽ bỏ cái trang chủ vào trong này. Rồi, sau đó thì có nghĩa là mình xịt cái này thì nó sẽ tải về cho mình là trang home. Home.html. Tiếp theo thì xịt subject. Thì nó sẽ trả về cho mình là trang subject.html. Ok, đây. Trang home hoặc bạn xịt thì nó sẽ trả về cho bạn ở trang home. Còn là bạn gọi lập mua là subject thì nó sẽ trả về cho bạn là subject này. Ok. Rồi, sau đó thì các bạn lưu lại. Các bạn vào trong trang index này. Ngay chỗ mà các bạn mới vừa vừa cắt cut này thì đây là các phần vpay nằm chỗ này. Ở đây thì chúng ta sẽ mở cho nó một cái tiếp. Ở đây mình sử dụng là ng view để hiển thị các trang web ở đây. Và trong này thì các bạn add cho nó một cái Angular. Ở đây thì các bạn nhớ bỏ vào trong này là cái file Angular script JS Angular Min nha các bạn. Angular root và cái file app của chúng ta. App.js. Ok. Và chúng ta sẽ chạy lên chương trình chấm chuột phải mà chúng ta bấm là Open with Live Server. Rồi, trang chủ môn học. Ok các bạn. Khi bạn bấm môn học thì nó sẽ chạy qua trang môn học. À, subject này là đúng rồi. À, do chúng ta chưa viết được cái đường dẫn của nó. Ở đây trong cái trang index này chúng ta sẽ sửa lại cái đường dẫn nó thì nó sẽ chạy đúng thôi. Thì khi các bạn bấm vào cái trang chủ, ở đây bạn tìm tới ngay chỗ cái menu Navigate Bar của chúng ta. Đây các bạn, khi bạn bấm vào cái trang chủ thì nó sẽ trở về cái trang đầu tiên của chúng ta. Ở đây thì các bạn sẽ sử dụng là xuyệt chấm than. Trang môn học của chúng ta thì là subject. Thế đây các bạn sẽ sử dụng là chấm than. Rồi, ok quá. Mà chúng ta sẽ xem lại chương trình. Rồi, ok, đăng chủ. Nó không hiển thị này. Môn học. Nó chưa chạy được các bạn.
Rồi chúng ta sẽ xem lại cái code chương trình. Do chúng ta mới chưa khai báo cái ng app này vào trong cái trang index của chúng ta các bạn. Ở đây mình nhầm là mình làm bài hôm bữa trước là mình sẽ có một ng app, nhưng ở trong này cái file index của chúng ta là file mới hoàn toàn các bạn. Ng app mình phải khai báo một ng app này bằng my app. Rồi chúng ta sẽ xem lại chương trình. Ok, trang chủ. Thì các bạn thấy trang chủ thì nó sẽ hiển thị cho bạn là cái chữ trang chủ ở đây. Và môn học thì nó sẽ hiển thị cho bạn là các cái môn học của chúng ta. Thì đây là kết quả của chương trình của chúng ta. Tiếp theo thì các bạn sẽ đổ các cái môn học này vào bên trong cái dữ liệu như thế này. Thì môn học của chúng ta nó sẽ đọc từ một cái file JSON ở đây các bạn. Đây là file JSON object của chúng ta. Chúng ta đọc và nó sẽ đổi dữ liệu lên. Ở đây thì trong cái phần app controller này, trong phần app này chúng bạn các bạn là khai báo thêm cho mình là một cái phần controller app.controller. Ở đây mình sẽ cho nó một cái tên subject controller, phải đây là một cái function. Ở đây bạn sẽ truyền vào một cái dollar scope và dollar http. Dollar scope ở đây mình cho một cái tay là list subject, là một cái mã. Ở đây mình sẽ sử dụng là http.get. Rồi đọc file subject này lên chấm len bằng một cái function response. Ở đây thì các bạn sẽ sử dụng là dollar scope chấm list subject này sẽ bằng response chấm data. Ok, thì đây là mình đã trả về cho nó một cái list control. Thì trong cái list control này các bạn sẽ gọi ở trong cái subject này, mình sẽ cho nó là một cái controller. Này chấm. Gọi cái sub controller này, subject controller. Ở đây thì chúng ta sẽ khai báo cái controller subject như thế này. Trong này thì chúng ta sẽ đọc cái file subject này lên. Sau đó thì các bạn qua bên cái subject này. Và chúng ta sẽ liệt kê các cái subject này lên. Ở đây thì chúng ta sẽ xóa hết mấy cái phần subject này. Và chúng ta chỉ cần để lại cho các bạn là một cái subject thôi, một cái môn học thôi. Ở đây thì các bạn sẽ sử dụng một cái ng repeat bằng item in list subject. Ở đây thì chúng ta sẽ hiển thị lên một cái đầu tiên nữa các bạn. Item chấm này. Ok, và chúng ta sẽ xem kết quả chương trình. Thì kết quả chương trình của chúng ta để bạn thấy nó đã hiển thị lên này, Android cơ bản, Android nâng cao, ứng dụng vân vân, đã hiển thị lên tất cả các cái môn học của chúng ta. Thì ở đây các bạn thấy cái môn học của chúng ta thì cái logo nó giống nhau các bạn, bởi vì chúng ta mới hiển thị cái tên môn học thôi.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ hiển thị cái logo. Cái logo thì ở đây chúng ta sẽ là bỏ cái này đi. Và chúng ta sẽ mở ngoặc đóng ngoặc. Item. Chấm. Logo. Ok. Và chúng ta sẽ sang kết quả chương trình. Ok, ở đây thì các bạn thấy cái logo nó được đổi những cái icon tương ứng. Này là trang chủ nè. Sau đó là môn học. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bấm cái bài test này, nó sẽ chạy ra các bạn là bài quiz. Thì khi mà bấm bài test này mà nó chạy ra được bài quiz thì các bạn sẽ tạo cho nó một cái trang HTML và cái routine cho nó. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái routine. Đây. Thế đây là mình sẽ có là một cái quiz các bạn. Vì cái quiz này nó sẽ chạy ra cho mình là một trang quiz.html. Thì cái quiz HTML ở đây mình sẽ có một cái quiz HTML là đây là cái trang quiz đầu tiên của mình nha, mình làm. Ở đây thì mình sẽ giữ lại cái này cho các bạn tham khảo. Mình sẽ tạo ra cho nó một cái trang quiz khác. Ví dụ như là quiz app. .html. Rồi, đây là quickapp.html. Thì trong quickapp.html này nó sẽ gọi cho các bạn là cái phần HTML trong này. Thì trong phần HTML thì các bạn thấy này, cái phần body header thì nó sẽ giống y bên kia. Nó chỉ cần cái này thôi các bạn. Đây. Nó chỉ phần cái này thôi. Chúng ta sẽ tắt bớt cái này quickapp. Đây. Và qua bên cái app này mình sẽ gọi trong này là quick này. Ở đây mình sẽ sử dụng là quick app.html. Và đây mình sử dụng một controller. Mình chưa sử dụng controller nào hết thì các bạn sẽ không cần controller. Có nghĩa là bấm từ cái này nó sẽ qua cái trang quick của chúng ta. Thì trong cái phần subject này chúng ta sẽ cho nó một cái hyperlink. Khi bấm vào test ngay này các bạn, nó sẽ có một cái hyperlink này. Hyperlink chúng ta là chấm than quick. Ok. Và ở đây chúng ta sẽ truyền cho nó một cái ID và cái name. Thì ở đây mình sẽ qua bên này, chúng ta sẽ cho là quick nè. Cho nó là suyệt 2 chấm ID suyệt 2 chấm name. Thì bên này chúng ta sẽ cho nó là truyền qua bên này một cái ID và một cái name. Cái ID là item chấm ID suyệt 28 chấm này. Ok các bạn. Và chúng ta sẽ xem thử chương trình. Khi bạn bấm vô test ngay này, này test ngay này, các bạn sẽ nhìn vào đây. Có ID này. Nhưng mà không thấy name các bạn. Mình biết bị sai này. Chữ name này chữ N viết hoa. Rồi. Đây. Ok nha, anh rồi cơ bản. Ok, thì khi đó bạn bấm test này thì nó sẽ đổ qua cái trang cái bài quiz của chúng ta. Khi bạn bấm start thì nó sẽ chạy cái bài quiz. Thì ở đây các bạn muốn mà nó đổ dữ liệu cho cái bài quiz của chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ tạo cho nó một cái controller. Thì trong cái app này chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái quiz controller. Đây, nó giống y như cái này các bạn. Mình tạo ra là quick controller. Ok. Thì trong quick controller này chúng ta sẽ gọi cho nó là một cái $scope. Một cái HTTP này. HTTP thì chúng ta sẽ có một cái HTTP và ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái
group parameter. Và chúng ta sẽ đọc cái param này. Ở đây thì chúng ta sẽ không cần cái này. Ở đây thì chúng ta sẽ get này. Get cái gì? Get quick này. Ok. Xuyên. Cộng cho cái gì đó. Đây là cộng cho cái tên của nó. Cộng cho chấm get. Cái tên của nó ở đây thì có nghĩa là cái tên mình lấy từ cái ID, tên cái phần subject này các bạn. Tại bên subject này các bạn thấy mình sẽ có là cái ID, đây là Android Append này. Thì các bạn thấy nó sẽ tương ứng với trong cái DB của chúng ta. Đây. Android Append này. Ok chưa? ADBS này. Android Basic. Ok chưa? Có nghĩa là cái tên ID này cộng với CS thì nó sẽ ra cái tên của môn học của chúng ta, tên cái file thi môn học. Thế đây mình sẽ là DB này, quick này cộng cho cái ID. Cái ID của chúng ta sẽ bằng là $root_param. Cái này bạn đã học trong cái bài 8 á. Bạn nào không biết thì các bạn sẽ xem lại cái bài 8 của chúng ta. Chấm ID. ID lấy từ đây. Đổ vào đây. Rồi. Sau đó mình sẽ đổ cái này lên trên cái quick. Cái quick factory này các bạn. Có nghĩa là mình sẽ đổ cái này lên trên quick factory. Đổ cái dữ liệu này vào trong quick factory. Thì cái này sẽ return về quick factory này. Chấm. Chấm gì? Chấm get question. Ở đây thì các bạn thấy cái question này. Đây, chấm question này. Được chưa? Có nghĩa là mình sẽ đổ dữ liệu vào trong này. Response.data. Sau đó thì mình sẽ chạy nó lên. Các bạn chỉ chạy từ file index các bạn nhé. Môn học. Và chúng ta sẽ bấm vào điện toán 50, bấm start. Ở đây thì nó sẽ chưa được, các bạn đang sử dụng là những câu hỏi của trong môn Android nâng cao. Thì cái này mình nhầm mất các bạn, cái này bạn phải làm ở trong cái này phải gọi ở trong cái file file factory các bạn. Chỗ này này. Cái này phải gọi trong file factory ấy. Các bạn copy cái này và bỏ vào trong ngay chỗ này các bạn. Và đây thì chúng ta sẽ thêm một cái parameter này. Ok. Nó như thế này. Ở đây này thì các bạn sẽ khoan làm cái này nữa và mình sẽ comment cái này lại. Rồi ok. Cái này nằm ở chỗ hai chỗ cái quick factory. Rồi chúng ta sẽ chạy chương trình. Đây thì bạn bấm qua môn học này. Bình thường nó sẽ ở Android nâng cao. Sau đó mình sẽ bấm vào lập trình ABNet. ABI là viết tắt bằng chữ cụm từ nào. Đây là lập trình ABNet các bạn. Ở đây thì mình sẽ chạy lại cho các bạn xem. Hoặc là những cái môn mà bạn có thể thấy. Ví dụ cơ sở dữ liệu này. Được chưa? Đây là các thủ tục, các nguyên tắc trong cơ sở dữ liệu. Thì ở đây các bạn thấy đúng rồi. Rồi sau bạn bấm qua bên môn học. Và bạn bấm qua ABNet, bấm Start. Thì ở đây nó vẫn nằm ở trong môn cơ sở dữ liệu. Ở đây thì do các bạn đọc dữ liệu trong cái factory của nó, nên là khi mà các bạn dùng cái factory này, nó có một cái đặc điểm là nó chỉ chạy một lần thôi.
Và ở đây các bạn đang đọc dữ liệu từ factory, nên là lần sau các bạn chọn nó vẫn là cái môn mà chúng ta đã chọn trước đó, môn game 2D này, thì nó vẫn in ra cho các bạn là môn cơ sở dữ liệu. Nó đọc được cái môn trước đó các bạn. Thì ở đây các bạn muốn sửa điều này thì có một cách, có nghĩa là bạn sẽ gọi cái này vào trong cái controller. Thì đây mình sẽ thiết kế cho nó một cái controller. Ở đây controller như thế này. Đây, mình sẽ thiết kế cho nó một controller. Và cái controller này nó chạy khi mà nó sẽ gọi, mỗi lần gọi thì nó sẽ chạy controller này. Ở đây thì chúng ta sẽ phải sử dụng controller. Controller của chúng ta là Quick Controller. Và chúng ta sẽ test chương trình. Và chúng ta sẽ bấm vào môn học, bấm Android nâng cao này. Rồi. Các bạn bấm vào môn môn HTML5. Rồi. Ở đây nó không phải là môn HTML5 các bạn. Có nghĩa là nó vẫn chưa chạy được. Ok chưa? Nó vẫn chưa chạy được. Thì các bạn muốn mà nó chạy được thì các bạn phải phải đổi được cái giá trị ở chỗ này, có nghĩa là chỗ này nó vẫn chưa chạy được. Nó chưa chạy được là vì sao? Bởi vì cái Quick Factory Question này nó không nhận được cái dữ liệu. Các bạn muốn cái Quick Factory Question này nó nhận được dữ liệu thì trong này, trong cái factory này nó phải return về cho bạn một kết quả. Ok nha, nó phải return về cho bạn. Thì cái này bạn phải làm thế nào nó trả về cho các bạn là một cái return. Thì ở đây các bạn sẽ bỏ vào cái này, basket cái này luôn. Và mình sẽ viết cho nó một cái hàm. Ở đây mà nó return về này, ở đây mình sẽ viết một cái hàm get question. Add các bạn nhé, ở này. Ở phía dưới này là get question này là không có add. Ở đây mình sẽ viết một get question có add. Ở đây là nó sẽ trả về cho bạn là một cái array. Ở đây thì chúng ta sẽ là hai chấm, tạo cho nó một cái function. Trong cái function này thì các bạn sẽ return về cho nó. Một http.get. Và ở đây bạn sẽ cho nó là một cái question read data. Và chỗ này là chúng ta sẽ là phải. Ok. Các bạn nhớ nhỉ. Rồi. Thì cái question read data này, và nó sẽ được gọi ở bên này các bạn, trên cái controller này. Đây. Cái quick factory.question. Có nghĩa là cái quick factory question này nó đang gọi cái này các bạn. Quick factory question này. Thì nó đang gọi cái factory này, question này này. Ok nha. Đây, cái question này bằng cái red data. Bởi vì cái factory này nó chỉ gọi cái hàm này có một lần thôi. Nên là nó sẽ không đổi được các bạn các môn học trong này. Các bạn muốn học gọi đổi cái môn học mỗi lần các bạn bấm thì các bạn phải gọi thêm cái này trong cái controller. Thì bây giờ nó sẽ gọi cho các bạn trong cái controller luôn. Và chúng ta sẽ test lại chương trình các môn học này. Ở đây thì do các bạn không hiểu được những cái môn học này có cái gì, nên là mình sẽ bấm một số môn nó các bạn có thể nhìn vào thấy liền. Ví dụ như là cái môn lập trình Java này, nó chưa đổ được dữ liệu các bạn, nó bị sai dữ liệu rồi. Các bạn vào trong cái sang cái file app của chúng ta, thì trong file app này ngay chỗ cái phần code scope star function này thì các bạn sẽ viết lại một tí. Thì ở đây chúng ta sẽ viết ở đây. Chỗ này thì bạn sẽ gọi cái quick factory. Đây là chỗ này bạn sẽ gọi là quick factory chấm get question. Get question. Chấm. Then. Chỗ này là một function. Và các bạn sẽ bỏ hết cái này vào.
Rồi, ở trong cái phần scope.star function thì các bạn sẽ viết lại như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ chạy lại chương trình. Các bạn bấm start. Ok. Thì các bạn thấy nó đã chạy phải rồi. Và chúng ta sẽ test lại. Ví dụ như là cái môn này là cái môn lập trình PHP. Bấm start. Đây, đây là lập trình PHP các bạn. Tiếp theo là cơ sở dữ liệu. Bấm start. Đây là các nhóm. 4 nhóm SQL này sau đây là đúng. Ok rồi các bạn, ở đây là nó sẽ đưa ra cho các bạn là tương ứng với những cái môn học, ví dụ như là cái môn lập trình JavaScript. Ok, đây là JavaScript. Rồi, sau đó các bạn hiển thị cho mình là cái tên của cái môn học ở đây. Hiển thị tên môn học ở đây thì các bạn vào trong cái chương trình của chúng ta thì các bạn sẽ thêm vào chỗ này cái một cái scope nữa thôi. Scope chấm ví dụ như đặt cái tên là subject name, ví dụ như thế. Subject name này thì nó sẽ bằng một cái group parameter các bạn. Đây cái group parameter này. Các bạn muốn đọc được cái này thì trong cái phần star này. Đây cái star này. Ok chưa? Thì trên này các bạn thêm cho nó một cái tham số là đưa ra group parameter cái này này. Chấm này. Và cái subject name này các bạn vào trong cái template của chúng ta các bạn, nó nằm trong template. Thì trong template của chúng ta ngay phần trong phần quick subject name này. Sau đó các bạn sẽ viết cho mình là một cái span này. Ở chỗ này là subject name thì nó sẽ thay đổi các cái tên của chúng ta. Ở đây thì các bạn sẽ test lại chương trình. Đây là con Android này. Android nâng cao. Cơ sở dữ liệu. Đây các bạn, cơ sở dữ liệu. Thì đây là toàn bộ chương trình của chúng ta. Ở đây thì mình đã hướng dẫn các bạn là đọc lên dữ liệu như thế nào rồi. SQL Server. Đây là câu hỏi SQL Server. Lập trình JavaScript. Ok, đây là toàn bộ chương trình của chúng ta.